Xin kính chào toàn thể bà con cô bác đã quay trở lại kênh mua bán của tôi, cụ giá rẻ nhất cả nước ạ. Và tiếp tục đây thì em lại về một chiếc xe Charger Spark 2009 cho bà con cô bác này. Hiện tại thì đang có rất nhiều bà con cô bác gọi điện cho em để hỏi cái dòng xe Charger Spark, thì vì mấy ngày hôm trước thì em về có mấy con rất là đẹp. Thì chiếc này cũng rất là đẹp bà con nhé. Charger Spark 2009 với động cơ 0.8, máy lổ còi kêu, 4 cánh quay đều, đấy, điều hòa rất là mát bà con nhé. Trang bị na đang đúc rồi. Và giá thì cũng cực kỳ là hấp dẫn cho bà con, chỉ có 69 triệu đồng thôi. Spark 2009 bà con ạ. 0.8 thì nó trang bị 3 máy và ăn xăng tổng khoảng 4,5 lít trên 100 cây. Con này biển 20A13667 này. Bà con mình đang có nhu cầu mua chiếc xe tập lái tránh mưa tránh nắng thì có thể gọi điện cho em qua số điện thoại là 0397 265 286 bà con nhé. Trước này thì được cái là chủ xe họ cũng đã trang bị một ít cái đề can, dán đề can đấy ạ. Đấy, nhìn nó cũng rất là đẹp bà con này. Na đang đúc này. Đây ạ, na đang đúc nhé. Đăng kiểm con này em mới đăng kiểm rồi, đến tháng 1 2023, 24 tháng 1 2023. Bây giờ là đầu tháng 1 thì cũng còn tầm khoảng là chục mười mấy ngày nữa thôi. Mười mấy ngày nữa thì hết đăng kiểm. Nếu mà trường hợp bà con mình cần hỗ trợ đăng kiểm mới thì em có thể hỗ trợ đăng kiểm mới hoàn toàn cho bà con cô bác đấy ạ. Vâng, 69 triệu đồng thôi cho chiếc xe Charger Spark 2009 bà con nhé. Đây ạ, em tiến vào phần nội thất để cho bà con xem này. Nội thất rất là tươi, ok bà con ạ. Vô lăng 2 chấu này, đặc biệt có màn hình đầy đủ bà con nhé. Khóa khiển theo xe có luôn. Đây ạ, đấy, khóa khiển theo xe. Máy thì hiện tại em vẫn đang nổ, nên là cái tiếng máy nổ nó cũng rất là êm bà con ạ. Chân nỉ bà con này, 69 triệu. Với cái giá bán thì cái dòng xe tập lá này chỉ gọi là bớt một tí thôi, bớt lọc bớt lá cho bà con thôi ạ. Với bà con cô bác khu vực ở gần tầm khoảng 100 cây thì em sẽ bao ship. Còn nếu mà xa xa tầm khoảng 200-300 cây thì bà con thì phải cái chịu tiền chi phí đi lại, tiền em phải thuê người đánh xe và ship tận nhà nhé. Chứ còn xa quá 400-500 cây, kể cả 200-300 cây thì em cũng không sẽ bao ship được đâu. Đấy. Vâng, 69 triệu đồng cho chiếc xe Charger Spark 2009 rất là ok đây bà con này. Bà con ai nhanh chân nhanh tay thì gọi điện trực tiếp cho em để chốt với cái giá tốt nhất nhé. Rất là ok đấy ạ. Đấy, cửa ra đóng thì cũng còn rất là ngon. Với dòng xe này thì nó trang bị kính điện và gương của nó thì chúng ta chỉnh bằng cơ này ạ. Đấy, vẫn hoạt động rất là ok bà con nhé, rất là ok. Na răng này, lốp xếp con này cũng còn tương đối ạ. Đây bà con mình nghe tiếng máy nổ này. Em chưa mở lắp cabo đâu. Đấy, nhưng mà bà con mình nghe tiếng máy nổ này. Đấy. Bây giờ thì em sẽ mở lắp cabo và quay cái vận hành máy đang hoạt động này để bà con xem nhé. Đây ạ, máy này. Đấy, tiếng máy nổ cũng rất là ok. Nó chỉ gọi là hơi bị ngấm dầu một chút này thì em có thể xử lý cho bà con. Chỉ cần thay cái phần gioăng cao su mặt máy thôi, đấy là sẽ sạch sẽ lại, nó sẽ không bị ngấm dầu nữa. Còn là khả năng con này không bị ngấm dầu, cũng khả năng là nó sẽ bị, nó lâu ngày thì cát bụi bẩn vào, nước vào thì đâu có bám đây thôi. Đấy, nhiều khi là cũng không thể là bị ngấm dầu đâu. Nhưng nếu trường hợp nó có bị ngấm dầu một chút thì em sẽ hỗ trợ xử lý ngon hết cho bà con luôn. Động cơ 0.8 thì trang bị 3 máy nhé. Đây ạ, máy này. Đấy. Rất là ok đấy ạ. 69 triệu đồng thôi. Vâng, bà con cô bác với tầm tiền vài chục triệu đồng, mình đang có nhu cầu mua một chiếc xe về tập lái tránh mưa tránh nắng, có thể tham khảo chiếc xe Charger Spark này. Nhấc máy gọi điện cho em qua số hotline là 0397 265 286. Đặc biệt bà con cô bác xem thì hãy like, đăng ký và chia sẻ giúp em nhé.
Bây giờ thì em xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại bà con cô bác ở những video tiếp theo ạ.